nói ra thì nó mới sanh ra thôi, Dạ. ở mấy có mà tính ra cũng có mấy ngày thôi, Dạ. thì nói cha đi thì cha mới về, cha đi thì cha chết, thì nói là bà quỷ quái có găng có tóc càng vàng Dạ. đó. Thì nếu mà rồi xong rồi nịnh nó tao nói là bà quỷ quái đi mới sanh ra mà biết thì cái chuyện lụm nó chôn bà bên kia Dạ. ông sống bà. Thì ngày 29 tháng 9 là bà mất, Dạ. rồi ngày mùng 5 tháng 10 ông đi qua bển thì ông mất ở bển, Dạ. là tổng binh mà khuyên tích đó là Dạ. cha của bà là tự sát đó, bởi Dạ. vậy địa tịch Thùng Phiêu Tăng Diệt Quảng Kim Thô Minh Khí Diệu Kim Thành Dạ. thè không đầu phục mày mới tự sát là ngày mùng 5 tháng 10 năm năm 1780, Dạ. ở bom đỡ đạn đỡ tất cả chúng sanh đồ này cái kia, bà mới hiển linh nha, bà mới đỡ tất cả cái dân chúng Hà Tiên này đó, người ta mới tín ngưỡng tôn trọng Dạ, với lại cái chuyện cái quyền bí, bà cũng phù hộ cho rất bà phù nhiều hộ tất rồi. cả hết trơn, Dạ. bà phù hộ cho các dân dân bá tánh ở đâu người ta lại cũng nhiều lắm, trời đất Dạ. để là mình tới trời đó. Cái này là chú làm tự nguyện ấy chứ Trời ơi, tự nguyện không con ơi, mình ơn nè con ơi. Dạ. Mà tính ra bốn đời rồi con. Nếu mà tính chú vậy là chú đi chú khỏe hơn tụi con rồi, tụi con Trời đi ơi, chứ. chú lên một ngày 14, 15, mà tính đi 2 cân nước một ngày đó, tối đó. Một ngày đó tối nó quét dọn không có mình đó không? Đã đỡ bơm, đỡ đạn rồi. Đã làm tất cả luôn. Ai nghèo, khổ này cái kia đó. Cháu thì nghe nói về bà rất là nhiều, nhưng mà đấy. Cũng chưa có bao giờ lên như lần là... mà bên đây thì ông nội cha bà nằm bên đây. Trời, là bà cô Năm là con của ông mày bố này nó bắt mà khi tích đó, nó phải bậy bạ mà không tội lỗi không, lỗi không? Lên đây ta bắt bẻ mày muốn không? Tin không kia đi xuống với đền thờ đó cho ta có sự tích đàng hoàng. Đọc cái bài báo này là tìm hiểu về bà cô Năm như thế nào rồi. Bà tâm hiểu rồi nó có ai phải cô con Năm là ấy nữ của tổng chấn mạc trụ rồi bảo cô bậy bạ đó tiên rất là tổng chấn là mạc thiên tích còn trinh nữ nên rất thân thiên trong khoảng hơn 250 năm qua còn thì cái từ đó hiển linh về đạo cúp đạo đó. Gọi là giúp người hoạn nạn rồi đó cái chuyện nào là đó. Nhưng mà nãy giờ mình nói từ cái điểm đó bắt đầu từ con không biết có quay được hay không nữa thì nó đứng hình và nó chia màn hình liên tục luôn không quay được luôn. Tôi rút lại làm con sao kỳ đó. Và ở đây là cái ngôi mộ của cô Năm rất là linh thiêng. Thì nãy anh Dũng nói đang quay thì cái máy quay nó bị trẻ màn hình gì đó mình không biết, thì giờ ảnh còn đang tuốt ở trên đó, đang đi trên đó. Mình đã xuống ở đây và ở đây là cái phần mộ của bà cô Năm Mạc Ni Cô. Người khác nó nói là bà mấy tuổi tùm lum mấy chuyện thôi. Trên này là nếu mà gây lộn ngày tám giác luôn. Dạ. Đó chú là bà Mạc Ni Cô ngày xưa là gây lộn là tranh luận cái vụ mà tuổi bà hay sao chú? Cái tranh luận tuổi bà nói là 7, 8 tuổi, 10 tuổi, 7, 6 tuổi, nó tùm lum tuổi hết trơn ơi. Ông đó sân thần đặt tay dân trạch thần hoàng bốn cảnh cũng lớn lắm á. Trên đời nên là ở ké ổng không à. Ông nào lớn cỡ nào cũng phải cúng ông này trước. À. Tính đi cúng sơn thần đất đai dân trạch thần hoàng bốn cảnh á. Dạ. Là ông đứng đầu luôn á, là phía bên đây hả chú? Tại tao ở đây đâu, nếu mà đốt hương ông này thì mới lên ông cảnh. Thì cho thấy là phía về cái phong tục của người Hoa, nếu mà mình mất chỗ nào ở gần đó thì sẽ xây gọi là thổ công thổ địa. Trước khi mình đó vào đúng cái khu mộ viếng thì mình sẽ viếng cái thổ công thổ địa trước. Thổ công thổ địa cúng sơn thần đất đai dân trạch thần hoàng bốn cảnh là cũng ổng luôn. Rồi con đi muốn đi mộ bà thì đi qua bển đó, đi xuống đi lên đỉnh đồi quay không? Dạ đó lên đỉnh đồi đó để mình quay trời đất để cho anh chúng dạ. Thiên đó không cái sử sách thì nhiều khi viết ấy còn cái dạng kiểu như mà cái truyền miệng mình á con muốn nghe cái đoạn truyền miệng về cái Mạc Ni Cô chút xíu chút.
chuyện miệng của bà đó là lúc mình nói ra thì nó mới sanh ra thôi. Dạ. Ở mấy có mà tính ra cũng biết có mấy ngày đâu. Dạ. Thì nói cha đi thì cha không có về, cha đi thì cha chết, thì nói là bà quỷ quái có găng có tóc càng quạt. Dạ. Đó. Thì nếu mà rồi xong mình định nó tao nói là bà quỷ quái đi mới sanh ra mà biết thì cái chuyện lệnh nó cho ông bà bên kia. Dạ. Ông cống bà thì ngày 29 tháng 9 là bà mất. Dạ. Rồi ngày mùng 5 tháng 10 ông đi qua bển thì ông mất ra bển. Dạ. Là tổng binh mà khuyên tích á. Dạ. Cha của bà là tự sát đó, bởi vì địa tịch thùng phiêu tăng diệt bản kim thô minh khí diệu kim thành. Dạ. Thì không đầu phục mày mới tự sát là ngày mùng 5 tháng 10 năm 1780. Dạ. Đó là ông tự sát rồi đó. Rồi muốn đi qua mồ bà ta dẫn đi. Thì sau khi bà mất rồi cái sự linh thiêng á. Rồi bà đỡ bom, đỡ đạn, đỡ tất cả chúng sanh đồ này cái kia. Bà mới hiển linh nha, bà mới đỡ tất cả cái dân chúng Hà Tiên này đó, người ta mới tín ngưỡng, tôn trọng. Dạ. Với lại cái chuyện cái bà cũng, bà cũng phù hộ cho rất bà nhiều. Bà phù hộ tất cả hết trơn. Dạ. Bà phù hộ cho các dạng dân bá tánh ở đâu người ta lại cũng nhiều lắm. Tất cả đó, đi lên đó là cúng thiên. Lên đến đợi không? Dạ dạ. Có nước suối kìa. Bây giờ để dạ. Lấy dùng nước suối đi. Dạ, chút xíu tụi con xuống đi vào đi qua mộ bà chút. Đi qua mộ bà ha, còn bà cũ đẹp lắm con, long lăng quy phụng đàng hoàng luôn. Là cái mộ nằm sau chú? Nằm bên tiền núi bên kia kìa. Dạ. Đi đường này lên là rồi nãy cũng chạy đánh cầu thang lên rất là xa. Một bên là lên mộ bà cô Năm. Gọi là bà cô Năm hả chú? Một bên thì để mình xuống trời đất. Dạ. Để là mình tới trời đó. Cái này là chú làm tự nguyện ấy chứ. Trời ơi, tự nguyện không con ơi, mình lên rồi con ơi. Dạ. Mà tính ra 4 đời rồi con. Nếu mà tính chú vậy là chú đi, chú khỏe hơn tụi con rồi, tụi con đi chứ. Chú lên một ngày 14, 15, mà tính đi 2 cân nước một ngày đó, tối đó. Một ngày đó tối nó quét dọn không có mình lên làm nó có ai đâu. Thì bà cô Năm thì có mà chưa về chút nhất cho đây á. Nó nằm với chuyện con ơi. Chuyện mình lên rồi mình xuống lại. Xuống lại nữa. Dạ. Đó đâu có ở trên này đã ông là nằm trên này rồi bà ở bển đông đây gọi là dãy núi Bình Sang á chú ơi. Núi Bình Sang cái tên rất là đẹp á. Ừ. Nó giống như trong cái cải lương vậy ta. Núi Bình á, Bình Sang là sang giàu luôn á. Bởi vậy ông có lựa cái chọn cái chỗ này ông nằm. Mình tuổi trẻ hơn chú mà mình đi mình thấy nó mệt hơn chú nhiều luôn. Trời ơi, tao lên tao xuống mà ông lên tiên đậu mà ơi. Đó. Cô Năm mà giúp gì về chỗ gì bà. Thì nghe nói bà giúp rồi Linh Thiên. Bà tiên là Linh Thiên nổi tiếng à. Các đồng bằng sông Cửu Long luôn. Nhưng mà bà có hiện gì hay giúp ích được cái gì cho người dân vườn mà có không? Linh Thiên bà đỡ bơm, đỡ đạn rồi. Bà làm tất cả luôn. Ai nghèo khổ này cái kia đó. Cháu thì nghe nói về bà rất là nhiều. Nhưng mà ừ. Cũng chưa có bao giờ lên gì lận. Mà bên đây thì ông nội cha bà nằm bên đây. Yeah. Trời. Tao quá bà. Chú ơi. Con theo. Con theo chú con đuối thiệt luôn á. 58 à. 58 rồi chú. Bà lên xuống nhà cứ mấy đó. Đi quận đâu. Xếp nước luôn mày ơi. Rồi. Đó nó cũng trời đất cái cảnh lên quay nó đỉnh đồi đi cho nó xuống mộ bà như này mộ bà đâu chú đó đi xuống đó dạ thôi tụi con đó lên đỉnh tới tới đó tới đây mà leo lên gỗ thôi mình sẽ lên cái chỗ gọi là đó trời ơi có nhiều nổi rất là nhiều nhà tụi con đi nay là gần từng á chú ơi hồi hôm ngủ sao chuột nó rút á chú căng cơ anh trời ơi chú thở mộ anh khu mộ ở dưới anh ủa chứ anh đi đường nào lên đây
chứ cộng một Phù Dung hả? Vậy là đây mình qua chùa Phù Dung được luôn anh? Được, đây đi. Dưới đó. Trời. Ôi trời. Có thấy một cổ nào của bà giờ con mẹ cũng thích không? À, cái chỗ này là cúng trời, ở dưới là cúng đất. Ủa chú đi xuống nữa hả anh? Hay đi lên đây. Ông chú khỏe quá. Anh em có gần đây không? Tháo tổng thấy chú kia chú lên này chú lên là tỉnh chú lên. Thì cũng gần nhau thôi. Là bà cô Năm là con của ông Mạnh Bắc nè. Đó mà khi tết đó đâu phải bậy bạ không tội lỗi không? Dạ. Lên đây ta bắt bẻ mày muốn không? Tin không kia đi xuống với đền thờ đó. Dạ. Cho ta có sự tích đàng hoàng. Đọc cái bài báo này là tìm hiểu gì bà cô Năm như thế nào? Bà tâm báo hiểu là nó có ai phải cô không? Cô Năm là ở của tâm chứng mạc chủ. Bà bà đó, tổng chứng là mạc thiên tích. Còn trinh nữ nên giấc thanh thiên. Trong khoảng hơn 250 năm qua còn thì thời hiển linh về cướp, gọi là giúp người hoạn nạn. Rồi giờ cái chuyện nào là thật, chuyện nào là sai. Giờ chú đi với tụi con qua bên mạc, đang mạc hả bà? Có ông Từ, ông kể nữa kìa. Ông Từ nữa hả chú? Có thùng bảo vệ rồi thầy. Dạ dạ, vậy thôi con đi chú. Con cảm ơn chú nhiều không? Cảm ơn chú gì nha. Ừ đó, xuống dưới đó đó. Giờ mình lại đi xuống dốc. À, chừng nào muốn xuống rồi nói với cái thằng đó, nói cầm bông cho của con thằng Tâm đó, cầm lên giùm qua cũng được. Nói dạ. Với cái thằng mập mập con của ông Từ đó. Dạ. Đó, nói cầm lên cho chú hả? Ờ, cầm luôn bông ly gì đó, nói bông ly á. Dạ dạ. Ừ, ta xuống uống nước rồi nha. Dạ dạ. Ờ, mày muốn đi qua bà mập tủ rồi tao dẫn ra đi, đẹp lắm. Dạ dạ, để chút xíu nữa con trả lời. Cái lông đẹp, cái bà mập tủ lông lăng nguyên phụng là chén xưa nữa nha. Dạ dạ, chút xíu nữa con trả lời. Ừ. Thì theo như lời của chú vừa rồi á, chú vừa rồi gọi là trên báo chí mình tìm hiểu của bài báo viết không biết là đúng sự thật không, như là bà là con của ông Mạc Lũ, nhưng mà chú ở đây nói là bà là con của ông cái gì quên gì, ông Mạc Thiên Tích anh. Mạc Thiên Tích không, thì bà là con của Mạc Thiên Tích. Ờ, có cái em có coi cái thông tin đó là ở bên cái công viên Bình Sen á, cách cái khu mộ bà có xíu á, là có để cái lịch sử của bà đó. Hiện tại mình đang đi xuống dưới. Chào anh. Nhưng mà nãy giờ mình nói từ cái điểm đó, bắt đầu từ con không biết có quay được hay không nữa, thì nó đứng hình và nó chia màn hình liên tục luôn, không quay được luôn. Tôi rút lại làm đó. Sao kỳ đó. Cái lịch sử về bà là bên cái công viên Bình Sen, như là cách đó không xa là có ghi về cái lịch sử về bà, thì bà rất là linh thiêng đó anh, rất nhiều dân khắp nơi để đổ về để cúng bà và xin bà chuyện làm ăn. Di chuyển trên một cái đường đồng bằng thì rất là dễ. Bây giờ hiện tại mình đang đi xuống dưới khu mộ của Mạc Đi Côn, nhưng mà một chút bận về không biết sao đây, rất là cao luôn. Đây xuống tuốt dưới. Từ bậc đá mình phải di chuyển xuống tuốt dưới đó là cách mấy chục thước. Đi xuống thì rất là nhanh các nhà.
Thì ở đây giờ mình dòm thấy trên đây dòm xuống là thấy có một cái phần ngọn. Chú ơi, chú cho con hỏi mộ của cô Năm ở đâu chú? Đó. Mộ cô Năm đây hả chú? Dạ. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Dạ chú có biết gì cô Năm gì không chú? Đó, hỏi sư phụ đó. Đang ngồi chú. Dạ. Và ở đây là cái ngôi mộ của cô Năm rất linh thiêng. Thì nãy anh Dũng nói đang quay thì cái máy quay nó bị trẻ màn hình gì đó mình không biết, thì giờ ảnh còn đang tuốt ở trên đó, đang đi trên đó, mình lại xuống dưới đây. Và ở đây là cái phần mộ của bà cô Năm Mạc Ni Cô. Con chào ông. Ông ơi, ông có biết nhiều về cái lịch sử của cô Năm không? Ông cho con giờ đây biết chút được. Cô bác ơi, chỉ là tôi đưa nhang hướng dẫn khách rồi vậy thôi chứ không biết. Dạ. Bây giờ ở dưới đền thờ có biên chép ở dưới. Dạ. Dạ, xíu nữa à, tụi con. Xuống đền á, đền thờ ở cổng trước đó nha. Dạ. Ra cổng trước. Dạ. Có cái bảng đá nó biên về sơ lược tử sử của bà Mạc Ni Cô á. Dạ. Dưới có. Để con quay chia sẻ chút xíu đi, con thắp cho bà. Dạ, thì cứ quay mộ của bà. Dạ. Dạ. Trước thì mình thấy ngang ngói rất là nhiều, và rất là nhiều là bà con cô bác tới đây cũng, và có rất là nhiều là những cái bộ bàn ghế đá để được đặt ở đây nè cả nhà, là do những cái bà con cô bác mình đem tới đây cũng. Ông nội giờ thì là trên báo chí là viết sai về thông tin đó. Nãy giờ con cũng nói trên đó. Dạ, phải. Mãi lắm nha, nói sao mà mấy cái bờ hư hoài luôn về cái địa điểm đó. Và mình nói cái vấn đề đó là mấy cái bờ hư luôn. Vì ông mà cũ là khoe chấm con mà cũ, ông là ông nội. Cái đó thì cô bác đó cầu nguyện cúng tất cả vậy thôi. Anh là con của bác này phải không anh? À, cái ba cái chú ở trên trển á, nãy có nhà con nói gì chút xíu nó còn trở về á, gửi bông ly gì đó cho chú cái gì. Không, con chút nữa con mới chừng nãy con ghé lại bác. Cô bác xuống dưới đền á. Dạ. Ở dưới có con chép lịch sử ở dưới. Dạ.
Đâu anh? Không, nãy chùa chùa, nãy chùa Hồ Dung mấy bên đây anh. Ở đây em thấy cũng có ngồi một cổ nữa nè. Đây ngồi một cổ nữa mà không biết của ai nữa. Một ngồi một cổ, hai ngồi, quá trời ngồi cổ luôn à, anh Dung ơi. Nè, mình đi xuống đây nè, thấy không? Đây. Ở đây có một cái ổ ông lỗ nè. Đây là ông bà. Đây là ông bà Mạnh Mạnh Trực. Trực quay. Một hộ viên. Thì nghĩ đây cái tên là con của Mạnh Trung Đức luôn á. Mạnh Mạnh Trực hả? Ừ. Giúp anh. Ông Mạc cũ là cái đời đầu tiên á anh. Còn đời con với đời cháu. Ở đây là em thấy. Ủa tại sao mà hai cái mẫu bia ta? Một mẫu bia kia lớn là một đôi. Không lẽ là ba người. Nè. Hai phần mẫu à? Một phần mẫu lớn, phần mẫu nhỏ. Đó, ở trên nó có một phần ngọt đó. Mà sao đi lên cho nó được anh? Bà đó là bà cái gì hả? Từ Tính. Từ Tính phu nhân. Phu nhân họ Ngô. Một cổ bên đâu chú? Thì trên bước đường mình đi mình đây là cũng có một ngôi một cổ này. Bằng ô dứa, cái nấm mồ bằng ô dứa xưa. Tấm bia này không biết có được làm lại không nên là chính thức của mộ này mình khẳng định là một ngôi mộ cổ đắp hình mai rùa. Đây là làm bằng đá vô dứa. Còn xung quanh đây là có thể là được xây lại sau này. Hình như cũng không luôn. Chỉ có thể là con cháu đời sau tu sửa thôi nhưng mà cũng khá lâu. Nhận sơ sơ làm sơ sơ chết sơ anh ơi. Nè. Phía bên kia là một cái ngôi mộ cổ. Trương Hiến Anh, một cây bồ đề. Ông và bà Trương Hiến Anh. Khu mộ này có mấy trăm năm là ông bà Trương Ngọc Dậu. Nguyễn tướng luôn á, Lượng Hầu, ông này là Nguyễn Trực. Bộ này lớn lắm hả chú? Bộ này lớn lắm hả? Là bên kia. Linh sao chú? Ấn Độ chứ không đi là Ấn Độ thôi. Ấn Độ không, Ấn Độ làm ăn chứ người Quảng Đông, người Trung Quốc. Cháu cứ nghĩ đâu là không lẽ là cái ông mà ông tướng chết trận chú, tướng chết nhỏ tuổi là phải ông đó chú? Dạ. Ủa chú ơi cho cháu hỏi là về cái ngôi mộ của bà Mạc Vi Cô, bà đó nghe nói linh lắm.
mất từ lúc 13 tuổi vậy. 13 tuổi rồi chút. Dạ. Đi văn thằng ẩm hại á. Bà cô biết trước đi đến đặt cái này là ông già chết. Và ổng cũng ổng cũng xem lại là văn thằng đó rồi giết bà cô đã cứu chính đời đó. Dạ. Đại cải định vô là tu vi của tộc đó. Dạ. Trong cái đêm mà cô tôn sống nó mới cứu được chính đời á. Chính đời dòng họ mẹ. Vậy là bà bị chôn sống hả chú? Chôn sống. Ồ. Giờ câu chuyện là như thế mình không tại vì ít có ai mà ghi nhận cái vấn đề đó. Tới là chị nói những người ở đây đó, ví dụ là làm lâu năm rồi thì ông chỉ là biết được. Câu chuyện thì từ trước mộ của bà từ tính cung hơn không? Đúng rồi anh. Giờ đi qua kia. Cái cụ bà này là vú nuôi của bà cô năm hả chú? Dạ. Bà này bà nhỏ, bà lớn rồi. Dạ. Này là mồ đại tướng quân hả chú? Không, này là vú nuôi bà cô. Là bà vú luôn. Dạ. Yeah. Từ Mẫn Nghi Nhân. Bây giờ mình sẽ đi theo chú tìm ngọt của đại tướng quân. Chú nói linh thiêng lắm. Thì chú độ những người qua đây làm ăn. Rất là khá giả. Không biết quay xong ba cái clip là chùa Phù Dung nữa mình có đi nổi hay không, nhưng mà chú ở đây rất là nhanh nhẹn luôn. Dạ chú nhiêu tuổi rồi chú? 53. 53 hả? 53 vậy lớn hơn. Vậy lớn hơn em mấy tuổi hả? Em 48. Đây là cái ngôi đại tướng quân Trần Hoàng. À bên đây là có vẻ hai hình phụ nữ hả chú? À, anh. Hai người phụ nữ buông tóc dài. À cái ông cụ này là mất cái tuổi đời lớn chú? Mấy trăm năm rồi. Ý hỏi là cái tuổi đời của ông lúc sống á. Đại tướng Trần Hoàng. Dạ đây là cái phần của ông ơi, cho phép ông chia sẻ cái tên tuổi của ông chút xíu. Dạ thì con dạ ở đây không có nhang hả chú? Dạ. Là ở bên đây cũng bắt đèn sáng đêm ha anh. Dạ thì cũng nhờ anh ở đây dẫn mình đi vòng vòng để chia sẻ những cái khu mộ cổ ở đây, và xíu nữa mình sẽ đi xuống dưới cái đền tưởng niệm của bà, đọc cái lịch sử của bà cho cả nhà mình nghe. Đó, phía trước mặt của nhà mình đó là cái lăng để thờ bà Mạc Ni Cô, và ở đây là cái cổng mình đã đi vào bên trong đứng phía sau. Đây là cái phần lăng thờ bà. Và mình sẽ đi vòng ra phía trước đọc cái tiểu sử của bà một cái cho cả nhà mình xem.
và ở đây là cái cổng chính để đi vào phần bên trong phần cái lăng và mộ của bà. Ở đây đây là mặt tiền chính điện cái lăng mộ của bà, mộ bà Cô Năm. Và ở đây là sơ lược về bà Mạc Ni Cô nè. Bà Mạc Ni Cô là con gái thứ năm của Đức Ông Mạc Thiên Tích và bà Thái Phu Nhân Hậu Nguyễn tự là Hiếu Túc, người đời truyền khẩu tôn xưng bà là bà Cô Năm. Bà là cháu nội của Đức Khâm Khai Trấn Mạc Cụ. Mạc Ni Cô sinh năm Canh Ngọ 1750 lúc sinh thời, bà rất hiếu thảo, hiền hậu, chăm chỉ, đèn sách. Bà được ca ngợi là nhân từ, bà ấy giúp đỡ mọi người. Bà thường có mặt trong việc quỷ lão cứu trợ, an ủi nhân dân khổ lụy vì chiến tranh hay khi có thiên tai dịch họa. Đức hạnh và lòng nhân ái của người cha Mạc Lĩnh Công truyền dạy cho Mạc Ni Cô, người thiếu nữ đẹp, người vừa đẹp nết nổi danh thất bụng. Nhưng Mạc Ni Cô thất lộc sớm ngày 29 tháng 9 năm Quý Mùi 1763, vào cuối mùa thu, mọi người vô cùng yêu quý thiết thương. Một tiểu thư bạc mệnh, Mạc Lĩnh Công cho lập ra mộ thật hoàn chỉnh, bia đá đề tiểu thư Mạc Ni Cô mộ. Tình yêu của cha và lòng tôn quý xã hội đã tôn vinh hồn linh thiêng của trinh nữ. Sau khi qua đời, hồn thiêng trinh nữ đã kết tinh thành sự hiển linh, biểu hiện bằng việc cứu nguy cứu nạn, tạo được tâm đức trong lòng người dân. Dạ thì cái tiểu sử của bà Mạc Ni Cô thì là như vậy, nhưng mà chú kia thì theo cái lời truyền miệng từ đời này qua đời kia thì lại nói như vậy. Thì thôi giờ mình cứ ai tâm linh mà giờ tin là có, không tin là không có. Giờ Phú thì Phú đọc một cái lịch sử của bà lên cho chú anh chị biết, và cũng tìm hiểu thêm những cái người dân ở đây á, để mình biết thêm chú Đỉnh nữa. Dạ, video chia sẻ về cái lăng mộ của Mạc Ni Cô tới đây cũng kết thúc. Cũng xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị.